Hello mọi người nha. Bữa nay thứ bảy, chiều thứ bảy. Mấy anh em mất đi làm giờ này, có hai thằng ở nhà. Đi ra đồng cuốc vài cây cuốc được mới chuột nè. Em thấy thế nào? Đó. Chuột mỡ không, đang nướng nè, nướng lửa than luôn. Khói ngút ngút luôn. Đây là cái bếp quyền thổi của anh Tý. Giờ cái chảo B52. Là bây giờ hiện trạng bây giờ là chỉ có hai anh em thôi, hai anh em mà không có nhậu nữa à, các bạn. Rồi làm sao, chắc bữa nay là no chuột luôn rồi, nay ăn chuột này là no đi bê luôn rồi đó. Ăn nướng chuột này là chuột đồng nha, chứ không phải là chuột mua nha. Mình ở đồng nhưng mình không có ăn chuột đồng mà kiểu mua người ta mần sẵn, có nghĩa là ăn là tới mùa cắt lúa này rồi, chuột ăn lúa chét á, nó mập á, rồi mới đi đào về ăn thôi. Chứ chuột giờ chuột mà ta đặt gặp cũng ngán lắm mọi người, ăn cũng hên xui lắm. Chuột mình ra đồng mình đào về ăn cho nó im, nó an toàn nữa, rồi nó ngon nữa, mình mặn đồ này kia nó ăn nó mạnh miệng nữa. Thấy thế nào nữa, cái này là nãy tính nướng gấp, nhưng mình nhà có dĩ rồi, có cái dĩ rồi để nướng rồi. Các bạn chín rồi nè, cái con này chín rồi nè, nó đây nè, úp xuống á, úp xuống đây, úp xuống, xuống xuống ừ. Trời trời trời, lên hình nhìn đã dữ nè, con này nè, con này nè, lên hình nó vàng khè chưa, con này nó mập. Con bên kia chín kìa chú bay, bên đây là sát bên kia đi bên nó thôi, nó chín rồi đó. Dần khè bao nhiêu đi, con dẫn đi, rồi sắp sắp vô, sắp sắp vô bắt đầu cái cái gì than nó muốn hết rồi. Cái gì đó, có hai thằng ăn chanh vô ngủ không, lấy ngủ thôi uống đồ ngủ say chứ. Đây vậy không nghe rồi, ăn đi chị yêu ba, chị yêu ba đâu cho lên hình. Ủa thôi thôi đã cười chết, nó mắc cỡ anh em ơi. Là cái màu chén này, cái muối ớt này là không phải là muối ớt rẻ tiền đâu nha các bạn, ớt ớt Peru á, ớt trái chút chút vàng vàng đó các bạn. Để quay chậm chậm cho anh ta coi. Mình quay lẻ quá anh ta nhìn không có biết thèm. Rồi xé đi. Rồi chấm muối. Chiến các bạn ơi. Đi thơm phức, con này mập nè. Cái này là nướng chuột không có ớt gì nghe các bạn, chỉ là nướng tư luôn, mần ra rồi là nướng à, chứ không có ớt gì chăng á. Nóng còn nóng quá, quá trời cái đùi nè, thịt trắng tươi ha. Ồ, nó lấy nét lên nhìn coi nè, nhiều miếng thiệt chứ không phải giỡn đâu đó. Chấm miếng muối, thấy không, muối ớt Peru luôn. Rồi anh em mình ăn nè. Quá ngon,
làm thêm cái đùi nữa. Lưu Giang là chuột mùa này là nó ăn lúa chét đó các bạn, nó mập như là Lưu Giang là heo quay vậy, nướng. Nãy có hú mấy thằng em kia, mấy thằng em kia bẩn công chuyện hết rồi. Anh em ơi, chay rượu nè. Nay là mình nay không uống củ nhào nữa, uống hà thủ ô nha. Ngâm hổng này cũng cả tháng mấy vậy. Hổng béo, hổng chuột béo, hổng tốt. Ở lúc lường. Còn mấy con kia mập để dưới kìa. Mẹ gấp gì trong giỏng mỡ ăn đi. Rồi anh em. Rượu màu rượu này thôi, mình làm miếng mồi trước đi. Con này nãy em xé hai cái đùi nè, dính mập quá mập. Giờ làm miếng mồi đi. Đậu ô này ngâm đi, im đào đi. Đủ vô nó làm cái công thức. Hôm nay thứ bảy rồi anh em ơi, nhậu anh em ơi, uống. Chết luôn. Uống muốn bà khen. Nó đắng mà nó ngon. Hà thủ ô phải đắng à. Nhai miếng mồi vô một cái. Nhức cái nách. Mọi con ở đây đúng chưa? Ở quê ăn uống đơn giản vậy thôi anh em ơi, chứ không có món gì ngon. Đơn giản vậy thôi. Như đang giỡn nhớ. Buồn buồn. Giác cuốc ra mà đồng. Đậu chuột thì nướng ăn chơi vậy thôi. Nhâm nhi nhâm vài ly rượu đế. Video mình tạm dừng tại đây nha anh em, mình ăn chuột mới được chứ mắc quay hoài tự biên tự diễn hơi hết mồi. Hết mồi hết rượu.